Xin chào các bạn, ngày hôm nay iCamera xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một sản phẩm mới. Đó chính là bộ mở JackSmile có mã sản phẩm model là JM8166. Với bộ mở JackSmile này thì gần như là nó có thể mở được tất cả các loại vít phổ thông. Sản phẩm của chúng ta có rất là nhiều đầu ốc vít. Và để rõ hơn bộ sản phẩm của chúng ta như thế nào thì mình xin đi vào chi tiết bên trong của bộ sản phẩm này. Sản phẩm được đóng hộp rất là cẩn thận, với kích thước đó là khoảng tầm 20 x 10 cm. Để mở hộp thì chúng ta chỉ cần mở cái nắp đậy này ra thôi là sẽ mở được. Và đây là bên trong bộ sản phẩm của chúng ta. Các bạn có thể thấy được nó bao gồm, thứ nhất là một dãy các đầu vít mở, thứ hai là một cái thân tu vít. Đây là chính là thân tu vít. Thân tu vít được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ, nhìn rất là bóng sáng. Đó, phần đầu này thì nó có thể gài những cái đầu vít ở dưới đây. Chiều dài của nó rơi vào khoảng tầm 15 cm, nhưng các bạn cũng có thể muốn nó dài hơn bằng cách chúng ta xoáy đây, các bạn chỉ cần kéo đây ra thôi, đẩy đây lên rồi kéo cái này dài ra. Thả tay ra thì nó sẽ dài thêm ra tầm 5 cm nữa, thì tổng cộng của nó sẽ là rơi vào khoảng tầm 20 cm. Nếu mà muốn nó ngắn lại thì cũng chỉ cần đẩy cái phần chốt giữa này, đẩy nó lên rồi chúng ta thu ngắn lại. Đó, vậy là ok. Phần trên này, phần đầu xoay này thì giúp chúng ta có thể tì vào phần tay để chúng ta xoay nó ốc, xoay ốc bằng một tay một cách dễ dàng. Ở phần đầu này nó thiết kế có 5 châm để có thể hút những cái đầu vít, hoặc nó có thể hút được những cái ốc vít mà chúng ta vặn ra. Tiếp theo là cái phần cổ cò này thì nó có tác dụng như thế này. Ví dụ như là một số những cái tu vít nó ở vị trí mà khó vặn đấy, thì các bạn có thể sử dụng cái đầu cổ cò này, chúng ta có thể bẻ cong mà vặn vít nó dễ dàng. Đây, cách nắp thì nó như thế này. Đây, chỉ cần rút cái đầu vít này ra, một đầu này ra. Đó, cho cái phần này vào. Đây, các bạn có thể vít ở cái tư thế khó nó như thế này, chúng ta đều có thể mở hoặc là vít lại được. Rồi tiếp đến là một dải những cái đầu vít cơ bản để cho các bạn có thể sử dụng. Đây, các bạn có thể nhìn thấy nó rất là nhiều. Ở trên khay đây có tổng cộng là 54 đầu vít. Gần như những cái đầu vít phổ thông thì đều có mặt hết ở đây. Đấy, đại loại ví dụ như là vít 4 cạnh này thì các bạn có thể sử dụng cái khay này. Hoặc ngay cả những cái đầu vít mà để mở các dòng điện thoại ấy, thì nó cũng có. Đây, mình thấy có một dải này. Đấy, vít này là vít 5 sao, 4 sao gì đó. Nó có tổng cộng 54 cái đầu vít được lắp đặt ở đây. Nó sẽ có thêm cho các bạn 3 đầu vít nữa. Đây, mình có thể nhìn thấy. Đó, 1 này, 2 này, 3 này. Đây là một số những cái đầu vít hiếm. Đó, thì cái đầu vít này nó được làm bằng chrome nên cái đầu của nó rất là chắc. Và cái phần các bạn có thể để ý cái phần thân của cái đầu vít này. Đây, mình lấy thử một con cho các bạn xem. Cái phần thân của cái đầu vít này nó được thiết kế dài hơn những cái ốc vít đời cũ một chút, thì nó tăng cái khả năng tiếp xúc giữa đầu vít và những cái con ốc vít nó lên tầm 30%, giúp chúng ta có thể mở vít một cách dễ dàng mà không bị chật nhịp. Đó. Còn cách lắp đặt vào trong cái thân tu vít như thế nào thì nó cũng hoàn toàn đơn giản thôi, các bạn chỉ cần cho vào đây. Đó, nó phần cổ này nó có 5 châm, nó sẽ hút cái phần tiếp xúc này và nó hút luôn cả những cái ốc vít.
tại mình lấy ví dụ. À, và với thiết kế nó vô cùng nhỏ gọn và đa chức năng như thế này thì bộ tô vít này hoàn toàn giúp chúng ta có thể mang đi mang lại, hoặc là rất là tiện trong trường hợp chúng ta bỏ túi, bỏ hộp, xách đồ. À, và để biết thêm thông tin chi tiết và cũng như là đặt mua sản phẩm, các bạn vui lòng truy cập vào website icamera.vn hoặc gọi điện trực tiếp tới số hotline bán hàng của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Theo dõi nhiều hơn các clip bằng cách nhấn nút subscribe bên dưới các bạn nhé.